một số các bác sử dụng những dòng TV của 2020 hoặc 2021, dòng TV của Samsung, khi truy cập vào ứng dụng YouTube thì nó xuất hiện tình trạng nó chỉ quay logo và không có thể vào được. Đấy, thì như hình ảnh đây là một cái lỗi này là lỗi ứng dụng YouTube bị treo, và làm thế nào để có thể khắc phục nhanh cái vấn đề là trong clip này thì em sẽ hướng dẫn rất là nhanh, mọi người làm theo các bước em hướng dẫn nhé, để có thể giải quyết cái sự cố nho nhỏ này. Đối với các dòng TV của Samsung từ 2020-2021 nó bị treo cái ứng dụng YouTube, thì khi mọi người sử dụng ấy, YouTube thường nó nằm ở trên cái thanh menu ở bên dưới như vậy. Đấy, còn đối với của 2022 thì ứng dụng YouTube nó sẽ là gì? Nó sẽ nằm ở cái vị trí khác. Đấy, của 2022 thì tất cả ứng dụng nó sẽ được bố trí tại cái màn hình trang chủ. Vậy thì để có thể là reset cũng như là khởi động lại ứng dụng nó dễ dàng thì mọi người sẽ tiến hành xóa nó đi. Thì mọi người sẽ dùng điều khiển di chuyển đến ứng dụng YouTube, ấn mũi tên đi xuống, mọi người chọn vào cái mục xóa, chọn là mục xóa này. Đấy, mọi người sẽ ấn vào, bạn có muốn xóa YouTube khỏi màn hình chính, ấn xóa nó đi. Đấy, thì ngay lập tức thì nó đã xóa rồi. Sau đó thì mọi người sẽ di chuyển vào cái mục bốn hình tròn này, di chuyển sang ngang. Đấy, vào cái mục có chữ app này, APPS này, ấn OK để chọn. Đấy, thì để tiến hành để có thể tải lại được ứng dụng thì mọi người sẽ truy cập vào và mọi người tìm cái ứng dụng YouTube. Ở đây thì có rất là nhiều các ứng dụng khác nhau, nhưng cái mục đích của mình là chọn cái ứng dụng YouTube này. Đấy, thì mọi người cài đặt lại. Sau đó thì mọi người ấn mở. Đấy, ấn mở nó ra. Đấy, thì hiện tại thì nếu mà nó chưa được nhá thì mọi người sẽ tiến hành rút điện, rút dây nguồn của TV ra khoảng từ 5 cho tới 10 phút, sau đó mọi người cắm lại. Đấy, rút ra sau đó cắm lại thì mọi người sẽ quay trở lại, mọi người bật tắt TV, khởi động TV nó lên. Đấy, mọi người bật nó lên. Đấy, khi mà khởi động lên rồi thì sẽ truy cập lại ứng dụng YouTube thì TV nó sẽ có thể là gì, là vào được như bình thường. Lúc này thì cái YouTube đã tải về nhưng mà nó chưa được thêm vào cái mục này, chưa được thêm vào cái mục ở cái màn hình chính này, thì mọi người sẽ di chuyển đến mục app này, di chuyển mũi tên lên trên này, chọn ứng dụng YouTube này, ấn tiếp mũi tên lên trên này, ấn vào thêm vào màn hình chính này. Đấy, lựa chọn di chuyển trái phải để đặt lại ứng dụng YouTube này. Đấy, khi đó thì mọi người sẽ truy cập lại được YouTube như bình thường các bác nhé. Đấy, nó không còn treo nữa. Đấy.